Thưa quý vị, nằm khiêm nhường ở thôn Hương Lan, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, Thiên Cổ Miếu được biết đến là ngôi đền Thiên Cổ, một di tích lịch sử quý giá trên quê hương đất tổ. Nơi đây vẫn còn lưu danh vợ chồng thầy cô giáo từ thời Hùng Vương và ghi nhớ sự học, tôn vinh sự học của dân tộc ta từ ngàn đời. Ngày hôm nay sẽ cùng ghé thăm nơi này để tìm hiểu những câu chuyện thú vị về Thiên Cổ Miếu. Trong quần thể di tích đình đền lăng thôn Hương Lan, xã Trưng Vương, Việt Trì. Người dân trong làng cũng gọi ngôi đền với tên là Thiên Cổ Miếu hay Miếu Hai Cô, bởi ngôi đền có thờ hai cô công chúa Ngọc Hoa và Tiên Dung, con gái vua Hùng thứ 18. Mới chỉ khoảng 2 thập kỷ trở lại đây, sự tích và lịch sử ngôi đền mới được biết đến rộng rãi nhờ công gìn giữ, bảo vệ và lưu truyền của chính những người dân trong thôn Hương Lan suốt hơn 23 thế kỷ qua. Dạ con chào ông ạ. Ông ơi, con nghe đến đền Vũ Thê Lang cũng lâu rồi và được biết là nơi đây thì lưu dấu của vợ chồng thầy cô giáo từ thời Hùng Vương. Ông có thể kể lại cái sự tích đó cho quý vị khán giả được nghe được không ạ? Xã Trưng Vương này thì nó có như trước đây thì ta gọi là lầu thượng lầu hạ, tức là theo cổ xưa lầu thượng lầu hạ tức là hai cái nơi mà cho nhà là cho con của các vua ở. Thế còn Tràng Đông, Tràng Nam tức là hai cái trường học, tức là dạy mở lớp để dạy các con của vua của quan. Trải qua thời gian hơn 2.300 năm, qua mưa nắng và chiến tranh, ngôi đền nhỏ đã nhiều lần bị tàn phá, nhưng các thế hệ người dân thôn Hương Lan đã hết lòng bảo vệ và góp công xây dựng ngôi đền tại chính nơi mà vợ chồng thầy giáo Vũ Thê Lang đã chọn để dạy học và sinh nhai. Đền thờ thầy giáo Vũ Thê Lang, thầy giáo Vũ Thê Lang thì là xuất thân từ dòng dõi của nhà Thi Thư, bố mẹ của thầy giáo Vũ Thê Lang là ông Vũ Công, người ở Hải Dương. Làng Hương Lan này là hội tụ đủ cái thế đất thì thiên đời địa lợi thì hai ông bà đã dựng lều ở lại đây, ở lại làng Hương Lan này thì là mình dạy học tại thôn Hương Lan này. Thì ông bà đã sinh hạ được người con trai là Vũ Thê Lang. Thế thì Vũ Thê Lang lớn lên thì cũng theo nghề của thầy, theo nghề của bố mẹ, cũng là nghề thi thư thì là nghề dạy học. Đến nay, qua hơn 2.300 năm, phần mộ của hai nhà giáo Vũ Thê Lang, Nguyễn Thị Thục vẫn còn nguyên bên trong điện. Bên trên ban thờ có tượng của thầy cô và tượng hai nàng công chúa đã có hơn 70 năm. Trong đền cũng còn lưu giữ bức hoành phi ghi chữ Thiên Cổ Miếu và đôi câu đối bằng chữ cổ Hùng Lĩnh Trung Chi Thắng Tích, Nam Thiên Chính Khí Linh Tử. Nghĩa là đền thiêng thờ người có chí khí mạnh mẽ, lớn lao của trời Nam. Hai bên cửa võng còn có đôi câu đối Đạo học nét son người Lạc Việt, văn minh dấu ấn dạng Hùng Vương, minh chứng cho truyền thống hiếu học của người Việt. Hoành phi và câu đối trong đền có từ thời Tự Đức năm thứ nhất, 1848. Cùng với đó, trong đền còn lưu giữ những lư hương cổ từ đời nhà Lý, nhà Lê. Cổ linh thiêng nằm khiêm nhường dưới tán hai cây táo cổ thụ, một cây cho hoa màu vàng, một cây cho hoa màu bạc, hiếm nơi nào có được. Hai cây di sản nghìn năm trở thành nhân chứng lịch sử lưu giữ những câu chuyện linh thiêng từ thời Hùng Vương.